Ngày 29 tháng 9, tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, gần chùa Thân Mít, huyện Tịnh Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên tổ chức hội đua bò bảy núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 29 năm 2024 nhân dịp lễ Sen Don Ta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Giang Phước, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Tiết Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình An Giang Nguyễn Xuân Bằng cùng lãnh đạo thị xã Tịnh Biên, huyện Tri Tôn và các sở ngành cùng đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến xem, cổ vũ các đội đua. Hội đua bò bảy núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 29 năm 2024 thu hút 64 đôi bò đến từ các địa phương như thị xã Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn và huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang cùng thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một lần thua theo mã số bốc thăm, đôi thắng vào thi đấu vòng tiếp theo. Mỗi cuộc tranh tài gồm 2 vòng, vòng hô và vòng thả, vòng đua chính để xác định đôi bò thắng cuộc. Trên đường đua, nếu có một đôi bò phạm quy như tự ý ra khỏi đường đua, giẫm lên bừa của đôi bò trước sẽ bị loại, đôi bò còn lại sẽ giành chiến thắng, tiếp tục vào thi đấu vòng trong. Đua bò bảy núi là ngày hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, góp phần phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần, tạo không khí phấn khởi trong đồng bào dân tộc thiểu số Khmer nhân dịp lễ Sen Don Ta, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương bảy núi đến đông đảo người dân trong nước và thế giới. Sau gần một ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, đôi bò mang số đeo 52 thuộc phường An Phú, thị xã Tịnh Biên của ông Lê Văn Mới xuất sắc đạt giải nhất. Đôi bò mang số đeo 24 của ông Nguyễn Văn Cứng thuộc phường An Phú, thị xã Tịnh Biên đoạt giải nhì. Đôi bò mang số đeo 12 của ông Nguyễn Ngọc Tiến, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên đoạt giải ba. Đôi bò mang số đeo 40 của ông Nguyễn Văn Liệt, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên đoạt giải tư. Ngoài ra, ông Lê Văn Mới còn đoạt giải người điều khiển bò xuất sắc nhất.